chấn động. Thầy tử vi báo trước chính xác 100% về con giáp tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, hổ trước sướng sau, trong tháng 9 âm lịch năm 2024, hợp thời hợp mệnh, đón lộc lớn, vào nước dách. Quý vị thân mến, nhiều người tuổi Canh Tý tự hỏi rằng, tại sao mình chăm chỉ cố gắng như vậy mà nghèo vẫn nghèo, cơm lo từ bữa thiếu thốn đủ đường. Có người thì lăn lũi khổ cực trăm bề vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, nhưng cũng có người nhàn hạ ăn sung mặc sướng, bạn bè nể nang dân gian ca tụng. Tuy nhiên người xưa có câu trời cho ta giàu sang sung sướng là chiều chuộng để cho ta dễ làm lành, trời bắt ta nghèo khổ lo buồn là mài dũa để cho ta hiên ngang bền chí. Quả thật là như vậy, trong cuộc sống muôn màu, lúc thì ông trời cho ta những may mắn để ta làm điều mình muốn, lúc lại gửi đến khó khăn để thử thách lòng người. Mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau, tất cả đều có lý do riêng của số phận. Sau khi xem tử vi 12 con giáp, các nhà chiêm tinh tử vi học nhận thấy, trong tháng 9 âm lịch năm 2024 này, tuổi Canh Tý là con giáp may mắn trời sinh mệnh lý, đắc tài phú quý. Số này định rằng khi còn trẻ phải chịu rất nhiều khó khăn khổ cực, túng thiếu, thậm chí là những bất công chèn ép của xã hội, nhưng từ trung vận trở đi cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ hanh thông hơn rất nhiều. Đường quan lộc hanh thông, tiền bạc ùn ùn kéo đến, thêm một tuổi lại sung sức dư giả một phần. Càng già càng giàu có, đến hậu vận hai con giáp này sẽ có được cuộc sống đầy đủ, viên mãn sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy vận trình của con giáp khổ trước sướng sau, may mắn hết phần thiên hạ này diễn biến ra sao? Xin mời quý cô bác hãy cùng tìm hiểu với kênh Minh Đường Tử Vi nhé. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 9 âm của cô bác Canh Tý, sinh năm 1960, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh tính cách của người tuổi Canh Tý, có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người ta thường nói tuổi Tý thành thật và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn luôn thuận buồm xuôi gió. Vận mệnh những người tuổi Canh Tý 1960 mang cung mệnh đại gia lại cho thấy, phần lớn người tuổi Canh Tý 1960 mang mệnh phú quý đều mang tính tình cứng cỏi quyết đoán, lòng đầy tự hào, kinh tế hào vận, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, đổ mãn lại đa nghi, nên dễ thuận theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Đàn ông tuổi Canh Tý 1960 thường nghĩ lớn nhìn xa trông rộng, là người thần tướng mạo uy nghiêm ở trốn quan trường, quyết đoán thét ra lửa ở chốn thương trường, nhưng về nhà lại có thiên hướng nhường nhịn, chiều chuộng các thành viên trong gia đình. Bề ngoài lạnh như tiền, nhưng thực ra Canh Tý 1960 sống rất cảm xúc và tình cảm. Người tuổi Canh Tý 1960 trong công việc hay cuộc sống, họ có tính cách khá bốc đồng và nóng nảy, hành xử lỗ mãng, đương sự phải sẽ vất vả mới có thể kiềm chế khi nhìn thấy những sai sót điểm xấu của người khác. Tuy nhiên, sau đó bản mệnh thường bỏ qua những điều chướng mắt, mà một điều nhịn đem về chính điều lành. Chính vì vậy nên doanh nhân tuổi Canh Tý 1960 thường quan hệ rộng, là những nhà đàm phán giỏi, dễ dàng hợp tác mở rộng làm ăn. Người tuổi này quyết đoán, tuy nhiên lại không bao giờ thừa nhận lỗi sai, sai sót của mình đã làm ra khá cứng đầu và bướng bỉnh. Bản mệnh không chịu thua bất kỳ ai, họ luôn tranh biện và hơn thua ở mọi trường hợp. Người tuổi Canh Tý 1960 tính tuy thường tỏ ra khá lạnh lùng nhưng lại dễ xúc động. Họ có tính bênh vực chính nghĩa sức mạnh, rất ghét quanh co và những kẻ hèn nhát. Một khi gặp ai làm lỗi, họ sẽ bắt bẻ bằng được dù người đó là ai. Điều này đôi khi làm mất đi các mối quan hệ do đối phương vì phật lòng, nảy sinh oán hận. Canh Tý 1960 không cách nào chịu đựng quyền uy hay sự bất công áp bức. Chính vì thế khi phải làm công ăn lương, Canh Tý 1960 thường nhìn ra những sự yếu kém của cấp trên mà không phục, từ đó nảy sinh thái độ không chấp nhận, không phục tùng và làm việc qua loa. Tuy nhiên nếu làm chủ, Canh Tý 1960 sẽ là một người thủ lĩnh tài năng và bản lĩnh. Người tuổi Canh Tý 1960 thường hấp dẫn bạn bè hay bạn đời của mình bằng tính bộc trực bản năng, vì vậy mà thường bị ghét trước yêu sau, giúp tạo dựng những mối quan hệ thân thiết kéo dài xuyên suốt cuộc đời.
Người tuổi Canh Tý 1960 mang mệnh phú quý bẩm sinh. Họ rất thích quyền uy, luôn muốn nắm trong tay mọi quyền lực và sự thống trị, bởi luôn cho mình là đúng đắn. Bản mệnh thần bí ở chốn rất giỏi kết giao thân tình, biết chăm lo săn sóc, có khiếu ăn nói, biết lo lắng chu toàn cho các mối quan hệ xung quanh. Trên đường đời, vận thế thời trẻ của người tuổi Canh Tý 1960 không tồi, song do chưa đủ trưởng thành nên thường tự cho mình thực sự là nhất, tự cao tự đại, kiêu ngạo cuối đời. Trong công việc họ thành công dễ, nhưng thất bại cũng nhanh, bởi không lượng sức mình mà nóng vội thực hiện, nên kết quả không được như mong muốn. Canh Tý 1960 cũng phải chịu cảnh đàn áp, chèn ép trong công việc, đôi khi còn dính họa thị phi khiến cuộc đời rơi vào trầm luân bể khổ. Tuy nhiên số mệnh đã sắp đặt thì họ cũng không thể tránh khỏi sự giàu sang quyền thế, nhờ có phúc lớn mạnh lớn. Mà đến một thời điểm khó khăn nhất cuộc đời, khi mà mọi bế tắc đường cùng, những tưởng sẽ chấm hết không còn cơ hội ngóc đầu lên. Canh Tý 1960 sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận, phất lên ngôi cao trước cả một cách khó hiểu, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ, địa vị vững chắc tiền vào như nước chảy, nếu nói là đại gia cũng không hề quá. Nhưng lá số tử vi phải nói với bản mệnh một điều rằng, đường dài mới biết ngựa hay và con người ăn nhau sau những khoảnh khắc thời gian tích cực, điều này đã được chứng minh qua rất nhiều thập kỷ. Người thuộc tuổi Canh Tý thường mưu trí, thành thạo nhiều thứ, trí thú làm ăn, tuổi trẻ tuy có của cải chưa có nhiều, nhưng về sau sẽ được giàu sang. Cha mẹ, anh chị em cũng được nhờ phần nào từ họ. Bản mệnh là người luôn biết chăm sóc đến người khác, đôi khi gặp phải nhiều thay đổi về nhà cửa. Về gia đạo, vợ chồng đều có cốt cách dân minh, con cháu trong mái ấm gia đình được đời huề, niềm hạnh phúc no ấm. Người mang tuổi Canh Tý khi gặp điều xấu đều được quá may. Trong việc làm, người tuổi Canh Tý luôn ham công tiết việc, chính vì vậy mệnh chủ cũng muốn những người dưới quyền mình phải thật sự trang nghiêm. Với tính cách tỉ mỉ và cẩn trọng, người mạng tuổi Canh Tý luôn thống kê giám sát kỹ lưỡng mọi thứ trước khi ra quyết định hành động gì, để chọn được cách xử lý tốt nhất. Khi gặp phải những trường hợp nguy hại, bản mệnh luôn tìm ra được những lối thoát tối ưu nhất. Tiếp theo, xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện chính của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 tháng 9 âm lịch 2024. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Xem tử vi tháng 9 năm 2024, tuổi Canh Tý âm lịch, cục diện tam hội xuất hiện, báo trước tháng mới đầy sự khởi sắc với con giáp này. Bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc, cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể. Mọi việc nhìn chung đều được tiến hành ổn thỏa, ít căng thẳng. Công việc được dự báo rất hanh thông, tháng này rất thích hợp để cầu danh, cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tháng này, Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc, như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực, nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh. Bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ, sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Canh Tý khá rực rỡ, đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu. Cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp vợ chồng cần chú ý, kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Về tình hình sức khỏe trong tháng 9 năm 2024 âm, tuổi Canh Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều, nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Canh Tý, thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe. Về mặt sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Canh Tý hoàn toàn có thể mở mày mở mặt và tự hào với những thành tích mà mình đạt được ở phương diện sự nghiệp trong tháng này. Công việc tiến triển khả quan, gần như không có vấn đề nào có thể làm khó được bản mệnh. Đây là tháng có sự xuất hiện của cục diện tam hợp, thêm chính quan độ mệnh, tuổi Tý cảm nhận rõ vận trình của mình có nhiều sự khởi sắc.
bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc. Ngay cả những vấn đề chưa tìm được giải pháp trước đó thì nay cũng tìm ra những sáng kiến kịp thời nhờ đầu óc nhanh nhạy của bạn. Tháng này cũng cho thấy Canh Tý có quý nhân tương trợ, làm gì cũng có người giúp sức, gặt hái không ít thành tựu. Bản mệnh cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể, vừa giúp ích cho tiến trình công việc chung, lại vừa giúp bản thân ghi điểm trong mắt cấp trên. Chắc chắn với những màn biểu hiện này, bạn cũng đã được lãnh đạo nhìn nhận ở mức cao hơn trước. Thêm nguyệt lệnh lâm thai, tháng này Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc, như vị trí, tính chất hay chiến lược đa phần đều theo chiều hướng tích cực, nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Nếu có ý định cầu danh, cầu lợi, bạn có thể tranh thủ tiến hành ngay trong tháng này. Kết quả đạt được hứa hẹn rất khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều cát tinh, sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ tuy không gây ra hậu quả quá lớn, nhưng bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, kẻo kéo theo vô vàn rắc rối về sau. Hung tinh này có thể gây ra họa tiểu nhân đấu đá cạnh tranh bẩn, do đó làm gì cũng nên thận trọng, tính toán trước sau, đừng quên giữ thái độ dĩ hòa vi quý thắng không kiêu, để tránh rước thị phi. Về mặt tài lộc, cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, tuổi Canh Tý cũng có một tháng dượng, tài dượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Cả nguồn thu chính và phụ đều đổ về đều đặn, dù làm ở ngành nghề hay lĩnh vực nào thì bạn cũng có thể cảm thấy hài lòng về thu nhập hiện tại. Nhờ quý nhân tam hợp đưa đường chỉ lối, những chú chuột thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ xã giao, gặp đối tác hay bạn đồng hành đáng tin cậy, và hầu hết đối phương đều là người có thực lực kinh tế. Đôi bên hỗ trợ nhau khá nhiều, hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh, ký kết hợp đồng mới. Canh Tý cứ mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Tuy nhiên, hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng nhắc nhở bản mệnh làm ăn muốn lâu dài và bền vững thì phải đi theo con đường chính thống, không nên có tư tưởng đi đường tắt, kẻo lợi bất cập hại. Trong những hạng mục mà bản thân vẫn chỉ là tay mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn cũng không nên liều lĩnh. Tốt nhất Tý chỉ nên dừng ở quy mô nhỏ, tránh làm lớn vì tỷ lệ rủi ro cao. Ngoài ra, khi nhìn thấy có dấu hiệu sinh lời thì có thể rút lợi nhuận ngay khi có thể, để hạn chế rủi ro không đáng có. Buôn bán cũng khó tránh cạnh tranh, làm ăn cần giấy trắng mực đen cho chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ, sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết, để tránh tình huống rắc rối về sau. Nhìn chung thời gian này không còn cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại tài chính dư dả, nên Tý muốn làm gì làm nấy, không ai ngăn được. Bạn cũng có thể đi du lịch để mở mang đầu óc, làm mới bản thân và cũng là tạo ra những cảm hứng mới cho giai đoạn tiếp theo. Về mặt tình cảm, gia đạo, vận đào hoa của tuổi Canh Tý khởi sắc mạnh mẽ trong tháng 9 năm 2024, nhờ tam hợp đứng bóng, điều này mở ra nhiều cơ hội tốt cho nhân duyên. Bản mệnh đi đâu, làm gì cũng được chào đón và quý mến, không những công việc thuận lợi mà chuyện tình cảm cũng hứa hẹn vô cùng. Với người độc thân, nhân duyên khác giới tốt lành, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để bạn mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Tháng này, nếu bạn có thể chủ động tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội tìm thấy nửa kia ưng ý theo đó sẽ nhiều hơn. Vợ chồng khó tránh những lúc cãi giả, giận hờn, nhưng tình hình không quá nghiêm trọng. Dù vậy, hai bạn cũng không nên để tình trạng đó lặp đi lặp lại, kẻo rất khó kiểm soát. Đôi khi còn những sự nghi ngờ giữa cả hai, cần thêm vững tin vào đối phương thì tình yêu mới lâu bền. Tháng này, nguyệt lệnh lâm thai, nên cũng thích hợp để gia đình thêm con thêm của. Không khí đầm ấm yên vui cũng sẽ tạo động lực cho bản mệnh cố gắng nhiều hơn. Về mặt sức khỏe, về tình hình sức khỏe trong tháng 9 năm 2024, nhìn chung tuổi Canh Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều, nên không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Người ốm mau chóng hồi phục sức khỏe, người khỏe mạnh càng thêm cường tráng, yêu đời. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Có điều, sự xuất hiện của ngũ quỷ mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ, khi xuất hành xa, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được đặc biệt chăm sóc trong tháng này, kẻo gia dấp, ngã quỵ, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Sau đây là vận trình tử vi từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, đúng tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Canh Tý, tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuần này người tuổi Canh Tý sẽ gặp phải những rắc rối không tên, giải quyết mãi vẫn không hết, nhất là những chuyện liên quan đến tình cảm lứa đôi. Trong công việc, tuổi Canh Tý khá quyết đoán, nhưng hễ vướng vào chuyện tình cảm sướt mướt là y như rằng trái tim mềm yếu, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải giải quyết thế nào. Rất có thể bản mệnh sẽ rơi vào tình huống làm ơn mắc oán, có lòng giúp đỡ người khác, nhưng lại bị hiểu nhầm, cho rằng lợi dụng họ để tiến thân. Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện trước sau gì cũng được làm sáng tỏ, bạn không phải bận tâm quá nhiều về điều này, hãy cứ làm những gì mình cho là đúng. Tuần có dịch mã động tinh xuất hiện, báo hiệu Canh Tý sẽ tất bật, chạy đôn, chạy đáo lo công việc. Nhưng như thế lại hay, ngồi mãi một chỗ làm mãi một công việc rất dễ nhàm chán, chi bằng ra ngoài tìm hiểu thêm nhiều điều mới mẻ. Cẩm nang dưỡng vận, quý nhân, thân, trửu, tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, đen, trắng. Con số phát tài, 10, 55, 98. Tử vi tuần 2, tuổi Canh Tý, tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, may mắn của Canh Tý là có thiên đức các tinh nâng đỡ. Thời gian qua, bạn đã vất vả nhiều rồi, đây là lúc bạn được bù đắp lại đó. Về chuyện công việc, hãy ưu tiên cải thiện phương pháp để tăng năng suất làm việc của mình. Tý là người có năng lực, lại điềm tĩnh, nên cứ cố gắng là sẽ được ơn trên phù hộ. Kinh doanh, buôn bán thì có khách túc tắc đều đều. Giữa thời buổi khó khăn này, hãy giữ sự lương thiện, chính trực thì bạn sẽ không phải sợ mất lộc. Đường tiền bạc sẽ tốt đẹp lên, người làm kinh doanh, buôn bán sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu hơn cả, nhờ chính tài và thực thần. Tuần này chắc chắn sẽ có lộc ăn uống, tiệc tùng, quà cáp đến với Tý, hãy đón nhận mọi lộc lá lớn nhỏ bằng tinh thần thoải mái nhất nhé. Con giáp này nên để ý đến sức khỏe của bản thân và những người trong nhà, bạn đừng xem thường những bệnh lặt vặt, coi chừng thành biến chứng nặng, bạn nên đi lại cẩn thận, hạn chế tiếp xúc giao kéo, leo trèo cao, kẻo gặp họa huyết quang tổn thương cơ thể. Cẩm nang dưỡng vận, quý nhân, thìn, trửu, tiểu nhân, mùi, ảo. Màu sắc may mắn, bạc, xám. Con số phát tài, 22, 08, 96. Tử vi tuần 3, tuổi Canh Tý, tháng 9 âm lịch 2024. Trong tuần có chính quan và thiên ấn chiếu cố, nên Canh Tý lấy lại được tinh thần trong công việc. Tuổi này vốn tính cẩn thận, luôn xem xét kỹ càng trong mọi hành động của bản thân. Công việc tiến triển khá thuận lợi, có đầu có cuối, có kết quả nhất định. Vận quý nhân đang dưỡng, tuổi Canh Tý có thể tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người để biến ước mơ trở thành hiện thực. Phương diện tiền bạc trong tuần chủ yếu thực sự dựng vào cuối tuần, Canh Tý sẽ có thể có nhiều nguồn thu nhập, năng nhặt chặt bị, nhưng đồng nghĩa với việc cuối tuần bạn chẳng được thảnh thơi mấy, không ngơi tay lúc nào. Vận trình được quý nhân che chở, dù trong tình huống khó khăn nhất cũng sẽ sớm tìm được lối thoát và phá vỡ thấy bế tắc. Tuy nhiên, tuần mới này Canh Tý không nên tham công tiếc việc hay làm ăn lớn, kẻo đổ bể, hãy an phận thủ thường, rồi may mắn sẽ quay về với bạn. Tuần này mưu sự dễ thành, gia đạo ấm êm, con cái học hành chăm ngoan, giúp bạn đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bạn cần hạn chế dùng đòn roi dạy con, dùng lời lẽ khó nghe để tranh cãi với người nhà, hãy dịu dàng hơn thì đời sẽ nhẹ nhàng hơn. Cẩm nang dưỡng vận, quý nhân, trửu, hợi, tiểu nhân, tuất, ngọ. Màu sắc may mắn, xanh dương, trắng. Con số phát tài, 78, 34, 65. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Tý, tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới của người tuổi Canh Tý 1960 sáng sủa và có nhiều điểm tốt. Bạn làm việc ổn định, hoàn thành tốt trách nhiệm, nên không gặp sự cố gì. Mọi chuyện đang tiến triển theo đúng như những gì bản mệnh đề ra, cứ theo đà đó mà thành công nhé. Vận trình tài lộc khởi sắc, có điểm thiên tài, nên nếu theo nghề kinh doanh bán hàng, tư vấn sản phẩm, sale, môi giới, sẽ trúng những dự án lớn, thu về một khoản đủ để tiêu cả tháng.
điềm đáng chúc mừng này dành cho người tuổi Tý biết nắm bắt cơ hội và có sự nghiêm túc trong công việc, được Thái Dương ưu ái trợ lực, soi đường dẫn lối. Tuổi Canh Tý thông tuệ, nhanh chóng tìm ra định hướng công việc, củng cố con đường công danh, sự nghiệp. Một khi công việc thuận lợi, tài lộc cũng vì thế mà phất cao, tiền bạc rủng rỉnh, không phải ưu sầu, lo lắng. Hiệu quả công việc tuần này được nâng cao rõ rệt, khả năng tập trung cao độ và sự phán đoán nhạy bén mang lại không ít thành công cho những chú chuột. Kiên trì theo đuổi mục tiêu và phấn đấu không ngừng nghỉ, bạn sẽ là người về đích đầu tiên trong tập thể. Sức khỏe tốt, nếu có thể, hãy tự thưởng cho bản thân một khóa tập thể thao dài hạn cao cấp. Bạn biết đấy, vận động cực kỳ có lợi cho cơ thể cả về thể chất lẫn tinh thần, mà tập ở trung tâm có chất lượng cũng thích hơn nhiều. Có điều, sự xuất hiện của ngũ quỷ mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ. Khi xuất hành xa, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được đặc biệt chăm sóc trong tháng này, kẻo gia dấp ngã quỷ, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, thân, thìn, tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, ghi, vàng kim. Con số phát tài, 78, 45, 66. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau. Có người sống trọn, nhưng không để lại điều gì ý nghĩa cho đời. Có người cuộc sống dù ngắn ngủi, nhưng để lại nhiều điều tốt đẹp. Bởi thời gian không mua được bằng tiền, nên hãy sử dụng một cách có ích. Trong cuộc sống, lời nói đã xuất ra thì giống như bát nước đổ đi, thật khó thu lại. Trước khi nói một lời nào, người thông minh hiểu chuyện luôn hết sức thận trọng, giữ được khẩu khí của mình sẽ khiến tâm hồn chúng ta luôn thảnh thơi hạnh phúc. Cuộc đời cũng vì thế mà nhẹ bước thanh tao. 1. Không cười người khác nghèo, không chê người khác ngốc. Mỗi người sinh ra đúng là có phúc phần riêng, dù làm việc cật lực, nhưng kẻ thì giàu sang sung sướng, người thì nghèo khó bần hàn. Có người thông minh thì cũng có những người chậm hiểu. Ở đời đâu có nhiều người sinh ra đã được sống trong nhung lụa, dòng xoáy của cuộc đời với nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến chúng ta luôn quay cuồng và không còn thời gian cho chính mình. Vậy nên, chẳng hà cớ gì ta lại phải đi cười chê người khác. Gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng tây. Phong thủy trước giờ đều luân lưu. Con người sống ở đời, ai cũng có lúc có thì, chẳng ai có thể nắm chặt bàn tay mình từ sáng đến tối mà không buông. Người xưa nói, cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Bởi vậy, trước khi chê cười người khác, hãy nghĩ cho kỹ, xem mình sau này có bị cười nhạo lại không. Cười người giống như cười mình, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sống hòa nhã, không chê người khác, đó mới là cách sống cao minh. Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an. Ai đã qua cảnh đói khát lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ. Đừng bao giờ cho rằng người khác không bằng mình là mình có thể cười người khác ngốc. Người thực sự thông minh đều biết ẩn mình. Bạn cười họ, họ sẽ giờ như không nhìn thấy. Không chê cười người khác ngốc, khiêm tốn làm người, đó mới đáng nể. Nếu bạn sinh ra đã may mắn có được tài năng thiên phú thì cũng đừng vì thế mà cười chê những người kém cỏi hơn mình. Có câu nói rằng cần cù bù thông minh, biết đâu trong tương lai, sự cần cù khiến họ bù đắp được sự thông minh và họ trở thành người hơn bạn. Những người thành công, trước giờ không bao giờ chê cười người khác không có bản lĩnh, mà luôn cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người, ắt có một người là thầy của ta, đây mới gọi là làm người. 2. Không ca nghèo kể khổ. Quỷ Cốc Tử đã nói, tu nhất trương phú quý chủy, hưởng nhất thế phú quý mệnh, nghĩa là tu sửa bản thân, sao cho miệng nói ra những lời tốt lành, thì sẽ được hưởng một vận mệnh phú quý. Trong cuộc sống, nhiều người luôn kêu than vì nghèo, càng kêu than, họ lại càng nghèo khổ, bởi vì khi đó, người ấy không cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, cũng không sẵn lòng cho đi điều gì, có xu hướng ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, như vậy, họ càng mất đi phúc báo, hơn nữa, chẳng ai muốn giúp đỡ một người chỉ biết kêu than và không biết nỗ lực phấn đấu cả. Đây là một tâm lý tiêu cực, loại tâm lý này sẽ khiến bạn trở nên nghèo hơn, do đó đừng bao giờ than nghèo. Người Trung Hoa có câu, thở dài nhẹ buông một tiếng, phận nghèo theo suốt 3 năm, thở dài một tiếng thì không nghèo ngay được. Nhưng những người thường xuyên thở dài sẽ tự tước đi vận may của mình, chiêu mời bất hạnh xui xẻo. Những người hay thở dài thường do tâm oán hận,
cũng sẽ tạo ra năng lượng xấu xung quanh họ. Một tiếng thở dài sẽ làm tổn hại nguyên khí. Mỗi tiếng thở dài sẽ làm giảm đi một phần tự tin. Một người không có ý chí và đức tin làm sao có thể hạnh phúc? Vì vậy, đừng thở dài khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Người xưa nói, cuộc sống do chính chúng ta tạo ra, phước lành là tự mình mang đến. Con người sống ở đời phải biết mình chỉ có thể dựa vào chính mình. Càng ca thán, càng bị người khác xem thường. Những người dù nghèo tới đâu cũng không ca thán, đều là những người đang âm thầm nỗ lực. Họ xem trọng thời gian, làm gì có thời gian ngồi đó than nghèo. Họ cho rằng chỉ có nỗ lực, tạo ra thành quả, người khác mới không coi thường họ. Vì vậy, người nghèo nhưng không ca nghèo mới là cao nhân. Nếu bạn luôn kêu ca mình khổ, người khác không những không thích nghe, bản thân cũng sẽ cảm thấy chính mình vô vị. Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà lại không có chông gai thử thách. Cuộc sống dẫu có mệt mỏi tới đâu cũng đừng ca thán. Thiên hạ không có con trâu chết vì mệt, chỉ có con lợn chết vì lười. Vì vậy, thà khổ hơn một chút cũng đừng để mình quá nhàn rỗi. Làm người dù mệt tới đâu cũng không than mệt mới là người có nghị lực. 3. Phiền hà tới đâu cũng không tranh cãi. Một gia đình hòa thuận trước giờ không bao giờ có lời to tiếng với nhau. Vì vậy, dù có nghèo tới đâu cũng đừng cãi giả. Gia hòa thì dạng sự hưng, đã là người nhà phải đoàn kết và yêu thương nhau. Người xưa nói, thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Đây mới là lẽ sống đúng mực của gia đình. Đừng bao giờ tỏ ra tức giận khi có gì đó không hài lòng. Học cách khống chế cảm xúc luôn tốt hơn bất cứ điều gì. Gặp việc đừng nóng nảy, nghĩ thoáng ra một chút. Nóng giận làm tổn thương gan phổi, không tốt cho sức khỏe. Nhẫn nhịn một chút, sự bực tức sẽ nhanh chóng bay đi. Nóng giận làm tổn hại bản thân, chỉ có mình phải chịu đựng nhiều nhất. Vậy nên là người không tùy tiện nóng giận, bực tức, bốc đồng mới gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người xưa nói, miệng có thể nói những lời đẹp đẽ, cũng có thể nói những lời sát thương. Những điều chúng ta nói chính là cuộc sống của ta. Không tức giận khi đối diện với lời nói xấu, oán trách phỉ báng, vẫn kiên trì cầu đạo không dao động. Có câu thành ngữ, gọi trâu cũng được, gọi ngựa cũng xong, nghĩa là người khác nhục mạ cũng được, ca ngợi cũng được. Nhất quyết không so tính, không tức giận thì bất luận cuộc đời gặp sự việc gì trên đời, thì con người vẫn luôn có lối đi. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.